Vâng, chào các bác nhé. Thì na thái da vàng của các bác đặt của em đã về đây rồi các bác này. Các bác thấy cái cây giống của nó đỉnh không? À, bông luôn này các bác này. Đấy, ở trên cái cây đang thu hoạch trái nhé, nên là nó có bông ngay nhé. Đây, những cái bác vừa rồi các bác đặt em á, là nửa này là về rồi. Cái này là họ đêm qua về trước một nửa. Chỗ này là vào 2000 cây cành các bác này, 2000 cây. Cho bỏ ra vẫn còn sót cái này. Sót kia trong bịch kia. Các bác thấy cây giống đẹp không? Quá đỉnh luôn này. Đó, nửa để giống này rất đẹp rồi các bác nhé. Nửa giống này cực kỳ đẹp luôn đấy. Cây nó vừa tầm này. Đó, này. Đây các bác này, các bác thấy cây giống đẹp không? Tùy theo nhu cầu của các bác đặt hàng cho em nhé. Bác nào cần thì em để nguyên như thế này, em vẫn để nguyên thế này được. Đấy. Tuy nhiên thì thường là em gửi cây giống cho các bác là em hay cắt ngang này này. Đó, xong là mình xử lý lấm bệnh, bắt đầu là mình mới đóng thùng mình gửi đi hoặc là chuyển xe. Chuyển đấy có hai hình thức, một là chuyển qua bưu điện, chuyển qua Viettel, chuyển phát nhanh. Chuyển hàng tiết kiệm hoặc là thường là em hay chuyển xe ô tô các bác nhé, xe ô tô. Đây. Có những bác đặt số lượng nhiều là em sẽ dùng xe chở đến tận nhà luôn. Này, cây giống quá đẹp đấy. Cây đứa này đẹp. Nè. Các bác thấy cây giống đỉnh không? Đó, nè. Bác nào mà đây là na thái nhá, giống na thái da vàng, em nói luôn này như thế. Để bác xem. Cây nó cực kỳ đẹp luôn. Đó. Nếu em bóc cho anh một cái ra nha. Lửa này đẹp nhất từ xưa đến giờ. Cho coi bỏ hết kia ra nó nóng. Bỏ hết xếp ra đây. Xíu em phải cắt. Sáng nay xử lý cắt ngang hết. Cái ngang hết mà phun nấm bệnh xử lý đi để chuẩn bị chuyển cho mấy anh em. Này cái vết ghép này các bác này, liền hết rồi này. Thôi một cái thôi, đừng bóc nữa thì quá trình mình làm thì sợ nó lại. Cái này là các bác về là chưa có tháo ngay đâu các bác nhé. Các bác cắt ngang này này, khi mình trồng nó cái chồi của nó lên được khoảng 2-30 phân, bắt đầu mình mới tháo cái ni lông này. Tháo cái này thì nó dễ thôi. Vừa rồi có mấy bác điện cho em ấy, hỏi tháo thế nào thì nó dễ. Các bác dùng một cái lưỡi nam rất là mỏng, rất nhẹ được, các bác chích ngay vào cái vết cái vị trí này này. Cái vị trí mà người ta ấy này này, đấy. Các bác chích thật nhẹ thôi. Nhớ là các bác chích là nhẹ đấy nhá, là nó đứt cái dây thôi, là các bác tháo ra thôi, chứ đừng có dùng con dao mà cứa một vệt từ trên xuống dưới, là sau này là khi cái cây nó lớn là nó sẽ bị lứt cái vỏ ra. Không lên. Đã ra hoa rồi. Cái này ở trên những cây đang cho thu hoạch trái mà. Cho anh cái. Đây, bông này các bác này. Đấy, có bông sẵn đấy. Về trồng khoảng 6 tháng sau là nó đầy bông. Nhiều bông nhưng mà chúng ta không nên để các bác nhá. Vừa rồi em có làm cái video là cái giống là nó ảnh hưởng bởi cái quá trình là nhiều bông ít bông hoặc đậu trái không đậu trái là do cái giống đấy, nên là cái vấn đề chúng ta mua giống là chúng ta phải hết sức lưu ý, không thể nói là giống chỗ nào nó cũng giống nhau đâu. Vườn na của bọn em này là cam kết làm việc với nhau ở trên những cái vườn là kinh doanh rồi đấy, để chuyển qua làm giống, nên là các bác yên tâm là giống sẽ không lệch đi đâu được đấy. Trồng na thái là na thái, da vàng là da vàng, chứ không phải là trồng na thái nội da na dai da na thường đâu. Cái này mà các bác về nó có hai hình thức các bác, nếu mà khí hậu mà mát mẻ đấy thì các bác chủ động nguồn nước thì các bác sẽ về là các bác trồng ngay.
trồng thẳng lên. Đây ví dụ cây giống như này em cắt ngang đây, em gửi cho các bác. Thì về các bác sẽ bấm cho em hai cái lá đi thôi. Đấy các bác trồng thẳng thì chỗ này nó sẽ lên được hai cái chồi. Hai chồi lên đấy nó cao khoảng 40 phân, chúng ta tiếp tục chúng ta cắt ngang nó sẽ đẻ ra được khoảng 4 đến 6 cái chồi là thành một cái cây rất là đẹp. Cái giống mằn mằn. Đây chồi luôn này. Đó. Các bác thấy không? Cây giống cây nào cũng giống cái nào các bác nhé. Nè. Quay luôn cây sầu riêng này. Quay luôn sầu riêng xem ai lấy. Cây giống đẹp không? Tuyệt vời luôn. Cành nào cũng thế các bác. Cây giống nào cũng thế hết. Này. Dễ ăn ra ngoài luôn các bác này. Nó này rất là khỏe này, bộ rễ nhìn này. Nhìn bộ rễ nó rất là nó xanh mà nó bộ rễ nó ăn ra gớm này, cái bộ rễ dưới gốc các bác này. Nhìn này. Lô này rất là khỏe. Đấy. Rễ nó rất là cây giống này mà trồng thì thôi phát triển vù vù luôn ấy. Các bác tránh trường hợp đừng có để nguyên cái này trồng nhá. Trao đổi các bác đừng có trồng nguyên như thế này. Các bác mà trồng nguyên như thế này á là sau này cái nhánh nó mọc ở trên này này. Đây này, cái chồi của nó lên rồi đây này. Đấy. Cái nhánh nó mọc trên này này, sau này cái cây na của mình nó sẽ cao nêu đều lên và nó sẽ không đẻ nhánh nhiều đâu. Nó sẽ cong cái thân này xuống. Nên là khi các bác trồng là các bác phải cắt ngang. Mấy em sẽ cắt ngang cho các bác rồi thì có ai là không cắt đâu. Đấy, như nhập cái nô này về đây là hôm sáng nay sẽ cho xử lý cắt luôn. Cắt được phun nấm bệnh. Nấm bệnh xong rồi đem để ổn định khoảng 2 ngày. 2 ngày xong này em sẽ đóng thùng em chuyển cho các bác nhé. Nô này sẽ được chuyển về nô này sẽ được chuyển về Thanh Hóa, Hà Nội này, Hà Nội Thanh Hóa. Và đây cắt như thế này đây các bác này. Đấy. Cắt thì tỉa thêm hai lá đi. Đây, chuẩn chị đây. Lét là nẹt như thế này. Đây tỉa lá luôn như thế này đây. Nếu khi em gửi cho các bác là em sẽ để nguyên. Về các bác có thể là tự tỉa nhá. Tự tỉa đi, các bác nhận cái cây giống nó có lá cái thứ nhìn nó hoành tráng. Vấn đề trong bầu chưa cắt gì mà thực tế là bọn em nên là muốn là tỉa như thế này luôn này. Tỉa luôn như thế này để gửi cho các bác này. Đấy. Nhưng mà nhiều bác yêu cầu là để nguyên cái lá thì em sẽ để nguyên. Về các bác xếp ra rồi các bác tự cắt hai cái lá trên đi. Đấy. Cái chỗ này nó làm trái cũng chuẩn này. Cái lá nó đệ bộ lá là cành lá này đang đậy hoa. Bây giờ nó không cắt nó vẫn đệ ăn trái được. Cái này là bánh tẻ nhỉ. Yeah. Bánh tẻ này bây giờ mà trái ra là đậu. Cái này là ra đậu luôn. Nằm la là cái lá kiểu bánh tẻ như thế này này. Là bông ra là gần như là đậu tỷ lệ 100% luôn đấy. Nhưng mà đấy là với điều kiện là phải gặp nắng ráo nhá. Khí hậu nó vừa vừa thôi chứ nắng quá cũng khó đậu và mưa quá cũng cực kỳ khó đậu. Đây, cây như thế này về các bác trồng thẳng cho em này. Đấy. Còn nếu các bác đã để không chưa trồng ấy, thì các bác phải để nó ra cái chồi nó tương đối một tí. Đấy, tương đối ổn định một tí. Ví dụ là chồi nó ra tầm khoảng 7 đến 10 phân mà nó chuyển màu hơi đậm đậm tí là chúng ta trồng. Chứ tránh trường hợp chúng ta trồng mà nó non quá. Non quá ra nó bị sốc nhiệt là nó hay bị chết rũ. Vâng, thế các bác nhá, em quay lại cái hình ảnh cây giống nó về. Đấy, cây giống là đã đưa về và chuẩn bị xử lý để gửi cho tất cả các bác. Đây, chuẩn bị xử lý gửi cho các bác. Đứa này về được 2.000 cây thì kia nữa về nữa được khoảng gần 4.000. Gần 4.000 cây giống thì em sẽ gửi cho tất cả các bác đã đặt giống cho em. Vâng, các bác nếu mà các bác có nhu cầu về cái giống La Thái da vàng giống chuẩn á thì các bác cứ alo cho em nhé. Số điện thoại là 0959 037 167. Em sẽ trao đổi các bác cụ thể. Hai nữa là sẽ hướng dẫn cho các bác từ khâu chăm sóc về giống,
rồi kỹ thuật trồng, rồi làm trái, làm bông, làm trái như thế nào đó. Đấy, là em sẽ hướng dẫn cho các bác đầy đủ nhé. Nên là các bác yên tâm. Các bác lấy giống của em thường là hay điện thoại hỏi cũng như là trao đổi, nên là mình làm là tương đối thành công đấy. Vâng, thế các bác nhá. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho La Thái, xoài, bưởi diễn, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, mít Thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.